Này thiện dũng mãnh, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không bị các pháp thâu nhiếp, cũng không phải không thâu nhiếp. Như vậy pháp thâu nhiếp và pháp không nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện dũng mãnh, chân như ấy là khái niệm gì? Thiện dũng mãnh, chân như ấy nghĩa là tánh các pháp chẳng phải như phàm phu ngu si có thể đắc, cũng không phải người khác đạt được. Nhưng tánh các pháp như các Như Lai, Bồ Tát đệ tử Phật đã thấy, thì pháp tánh lý thú chân thật như vậy thường không đổi khác nên gọi là chân như. Chân như đây chính là nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa của Bồ Tát. Này thiện dũng mãnh, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với tất cả pháp như vậy, không thêm không bớt, không hợp không lìa, không thiếu không đủ, không lợi không hại, không di chuyển không hướng đến, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không lưu chuyển không hoàn diệt, không tập khởi không ẩn mất, không hữu tướng không vô tướng, không bình đẳng không phải không bình đẳng, không thế tục không thắng nghĩa, không vui không khổ, không thường, không vô thường, không sạch, không phải không sạch, không ngã, không vô ngã, không chắc thật, không hư dối, không người làm, không vật làm, không dung nạp, không phải không dung nạp, không tin hiểu, không phải không tin hiểu, không tự tánh, không phải không tự tánh, không chết, không sống, không sống, không chết, không nổi, không chìm, không nối, không dứt, không hòa hợp, không phải không hòa hợp, không có tham, không lìa tham, không có sân, không lìa sân, không có si, không lìa si, không điên đảo, không phải không điên đảo, không sở duyên, không phải không sở duyên, không có tận, không phải không tận, không có trí, không phải không trí, không tánh thấp, không tánh cao, không có ân, không phải không ân, không đi qua, không trở lại, không có tánh, không phải không tánh, không thương, không ghét, không sáng, không tối, không tinh tấn, không giải đãi, không phải không, không phải chẳng không, không hữu tướng, không vô tướng, không có nguyện, không vô nguyện, không tạo tác, không phải không tạo tác, không ẩn mất, không phải không ẩn mất, không vô minh, không giải thoát, không vắng lặng, không phải không vắng lặng, không niết bàn, không phải không niết bàn, không như lý, không phải không như lý, không biết khắp, không phải không biết khắp, không ra khỏi, không phải không ra khỏi, không điều phục, không phải không điều phục, không giữ giới, không phạm giới, không tán loạn, không phải không tán loạn, không diệu tuệ, không ác tuệ, không thức, không phải không thức, không trụ, không phải không trụ, không đồng phần, không khác phần, không có, không phải không có, không được, không phải không được, không hiện quán, không phải không hiện quán, không tác chứng, không phải không tác chứng, không thông đạt, không phải không thông đạt. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với tất cả pháp, không vì các sự việc này mà hiện tiền. Này thiện dũng mãnh, như người trong mộng nói các loại tự tánh thấy trong mộng, nói tự tánh cảnh mộng như thế đều không có. Vì sao thiện dũng mãnh? Vì mộng còn không có, vốn là có thể nói có tự tánh cảnh mộng. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa tuy giả nói có nhiều loại tự tánh, nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này thật không tự tánh có thể nói. Này thiện dũng mãnh, như mộng không vì hiện bày các pháp mà hiện tiền, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không vì hiện bày các pháp mà hiện tiền. Này thiện dũng mãnh, ví như người ảo thuật nói đã thấy nhiều loại tự tánh của viễn, nói tự tánh cảnh viễn như vậy đều không có. Vì sao thiện dũng mãnh? Vì viễn còn không có, huống là có thể nói có tự tánh cảnh viễn. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa tuy giả nói có nhiều loại tự tánh, nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này thật không tự tánh có thể nói. Này thiện dũng mãnh, như huyễn không vì sanh khởi các pháp mà hiện tiền, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không vì sanh khởi các pháp mà hiện tiền. Này thiện dũng mãnh, như ánh sáng, người ta nói nhiều loại tự tánh ánh sáng, nói tự tánh ánh sáng như vậy đều không có. Vì sao thiện dũng mãnh? Vì ánh sáng còn không có, huống là có thể nói có tự tánh ánh sáng. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa tuy giả nói có nhiều loại tự tánh, nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này thật không tự tánh có thể nói. Này thiện dũng mãnh, như ảnh không vì hiện bày các pháp mà hiện tiền,
Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không vì hiển bày các pháp mà hiện tiền. Này thiện dũng mãnh như quáng nắng, người ta nói nhiều lại tự tánh của quáng nắng, nói tự tánh quáng nắng như vậy đều không có. Vì sao? Thiện dũng mãnh vì quáng nắng còn không có, huống là có thể nói có tự tánh của quáng nắng. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa tuy giả nói có nhiều loại tự tánh, nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này thật không tự tánh có thể nói. Này thiện dũng mãnh như quáng nắng không vì hiện bày các pháp mà hiện tiền. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không vì hiện bày các pháp mà hiện tiền. Này thiện dũng mãnh như người đứng trong hang núi vân vân, nghe tiếng vang trong hang mà hoàn toàn không thấy, hoặc khi tự nói lại nghe tiếng của mình. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa này có nghe các thứ văn cú, nhưng pháp đã nghe hoàn toàn không có tự tánh, chỉ trừ khi nói thì có thể nghe hiểu. Này thiện dũng mãnh như tiếng vang không thể hiển bày các pháp mà hiện tiền. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không vì hiển bày các pháp mà hiện tiền. Này thiện dũng mãnh, ví như có người thấy các bọt nước, liền nói nhiều loại tự tánh bọt nước. Nói tự tánh bọt nước như thế, hoặc trong hoặc ngoài, đều bất khả. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì nói bọt nước còn không thật có, huống là có tự tánh có thể nói. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy giả nói có nhiều đại tự tánh, nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này không có tự tánh có thể nói. Này thiện dũng mãnh, như bọt nước không vì các pháp sanh khởi mà hiện tiền. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không vì các pháp sanh khởi mà hiện tiền. Này thiện dũng mãnh, ví như có người thấy bọt nước nổi, liền nói nhiều loại tự tánh bọt nổi. Nói tự tánh bọt nổi đều không có. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì nói bọt nước nổi còn không thật có, huống là có tự tánh có thể nói. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa tuy giả nói có nhiều loại tự tánh, nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này thật không có tự tánh có thể nói. Này thiện dũng mãnh, như bọt không vì các pháp sanh khởi mà hiện tiền. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không vì các pháp sanh khởi mà hiện tiền. Này thiện dũng mãnh, ví như người lột cây chuối để tìm lõi, thật sự tuy không được lõi cây, nhưng có bẹ chuối để dùng. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa tuy không chân thật, nhưng nói có tác dụng. Này thiện dũng mãnh, vì như có người, vì muốn chỉ bày hư không rộng lớn, dù có nói thế nào cũng không thể chỉ rõ hư không được. Cũng vậy, vì muốn trình bày Bát Nhã Ba La Mật Đa, dù nói ra thế nào nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này không thể trình bày. Này thiện dũng mãnh, như hư không rộng lớn, dù đem nhiều cách trình bày nói ra, nhưng hư không rộng lớn, pháp không chân thật, khó có thể trình bày được. Cũng vậy, tuy dùng nhiều thứ ngôn từ trình bày Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này không có pháp chân thật có thể trình bày. Này thiện dũng mãnh, ví như ánh sáng dù có trình bày rõ ràng, nhưng không có thật pháp để nắm bắt được. Tuy không thể nắm bắt nhưng vẫn có sự hiển chiếu của ánh sáng ấy. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy giả mượn văn cú nói ra nhiều cách, nhưng không có pháp chân thật để nắm bắt. Tuy không thể nắm bắt nhưng soi chiếu các pháp. Này thiện dũng mãnh, như ngọc mani có ánh sáng lớn, nhưng ánh sáng này trong ngoài đều không thể lấy được. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy chiếu sáng tất cả pháp tánh, nhưng trong ngoài các pháp tánh này đều bất khả đắc. Này thiện dũng mãnh, ví như ánh sáng ngọn đèn tuy chao động, nhưng có thể soi rõ, giúp người có mắt thấy các màu sắc. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa tuy đối với các pháp đều không có chỗ trụ, nhưng có thể chiếu khắp khiến các thánh giả thấy thật tánh của pháp. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, kỳ lạ thay, Như Lai ứng chánh đẳng giác tuy thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Phật bảo Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Vì sao, Xá Lợi Tử? Vì năm uẩn không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. 12 xứ, 18 giới cũng không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử: Vô minh không viên thành thật,
Nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não cũng không viên thành thật. Nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử, thường vô thường, khổ vui, ngã vô ngã, tịnh bất tịnh, vắng lặng không vắng lặng, điên đảo không điên đảo, các triền cái, kiến hành, tăng ích tồn giảm, sanh diệt trụ dị, tập khởi, ẩn mất, không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử, ngã hữu tình, mạng sống, sự sanh, sự nuôi, trưởng thành, người ý sanh, tuổi trẻ, người làm, người sai làm, người phát khởi, người khiến phát khởi, người nhận, người sai nhận, người biết, người khiến biết, người thấy, người khiến thấy, không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử, pháp chắc thật hư dối, tới lui qua lại, thấy có thấy không, trong ngoài vân vân, không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử, địa thủy hỏa phong không thức giới, dục sắc vô sắc giới, hữu tình giới, pháp giới không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử, nghiệp dị thục quả, nhân duyên đoạn thường, ba đời ba thời, không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử, bố thí keo kiệt, giữ giới phạm giới, nhẫn nhục sân hận, tinh tấn giải đãi, tịnh lự tán loạn, diệu tuệ ác tuệ, tâm ý thức không ngừng chết sống, tạp nhiễm thanh tịnh, không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử, niệm chủ chánh đoạn, thần túc căn lực, giác chi đạo chi, khổ tập diệt đạo, tịnh lự giải thoát, đẳng trì đẳng trí, vô lượng thần thông, không vô tướng vô nguyện, không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử, thiện phi thiện, hữu lậu vô lậu, thế gian xuất thế gian, có tội không tội, hữu vi vô vi, hữu ký vô ký, đen trắng trắng đen, chống trái thâu nhiếp, liệt trung diệu tham sân si, không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử, thấy nghe hay biết, nương chấp an trụ, tầm tứ sở duyên rối nịnh, ganh ghét tham lam hòa hợp, nhị tướng vô sanh vô tác, chỉ quán minh giải tận ly, nhiễm diệt vứt bỏ các chỗ nương tựa, thế tục thắng nghĩa không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử, pháp thanh văn địa, pháp độc giác địa, trí nhất thiết trí, trí vô trước, trí tự nhiên, trí vô biên, trí vô đẳng đẳng, đại nguyện Bồ Tát thanh văn viên mãn, độc giác viên mãn, vô lượng vô biên, vô đẳng đẳng, trí nhất thiết pháp như thật vô kiến, nhất thiết pháp tri kiến không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử, chân thật mát mẻ, vắng lặng, cực vắng lặng, rất cực vắng lặng, không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, tướng hảo đầy đủ, các lực vô úy, 18 pháp Phật bất cộng không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử, niết bàn cho đến tất cả pháp hoặc thiện hoặc phi thiện đều không viên thành thật, nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa không viên thành thật. Xá Lợi Tử, như hư không rộng lớn, không sắc không thấy, không ngăn ngại, không tánh không viên thành thật, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không sắc không thấy, không ngăn ngại, không tánh nên không viên thành thật. Xá Lợi Tử, ví như cầu vồng, tuy có đủ màu sắc đẹp hiện ra, nhưng không chút thật có. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa tuy mượn các thứ ngôn ngữ trình bày, nhưng sự trình bày không có tánh đẻ đắc. Xá Lợi Tử, ví như hư không, tuy dùng các thứ thước tấc đo lường, nhưng chưa từng thấy có chừng 5 ngón tay là viên thành thật. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy nương vào các thứ ngôn ngữ trình bày, nhưng chưa từng thấy có chút tự thể là viên thành thật. Xá Lợi Tử, bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất khó thấy. Phật dạy, đúng vậy, vì người có thể thấy bất khả đắc. Xá Lợi Tử, thưa bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa rất khó ngộ. Phật đáp, đúng vậy, vì người có thể ngộ bất khả đắc.
Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa này không thể hiển bày. Phật đáp, đúng vậy, vì pháp có thể hiển bày, bất khả đắc. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không có gì để hiển bày. Phật đáp, đúng vậy, chẳng thể hiển bày pháp hiện tiền. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô tánh làm tánh. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, lấy vô tánh của uẩn xứ giới duyên khởi làm tự tánh, lấy vô tánh của các điên đảo, các triền cái, tà kiến, ái hành làm tự tánh, lấy vô tánh của ngã, hữu tình, mạng sống, sự sanh, sự nuôi, trưởng thành, người ý sanh, tuổi trẻ, người làm, người sai làm, người phát khởi, người khiến phát khởi, người nhận, người sai nhận, người biết, người khiến biết, người thấy, người khiến thấy làm tự tánh, lấy vô tánh của địa thủy hỏa phong không thức giới làm tự tánh, lấy vô tánh của dục sắc vô sắc giới làm tự tánh, lấy vô tánh của bố thí keo kiệt, giữ giới phạm giới, nhẫn nhục sân hận, tinh tấn giải đãi, tịnh lự tán loạn, diệu tuệ ác tuệ làm tự tánh, lấy vô tánh của các pháp phần bồ đề, thánh đế chỉ quán, vô lượng thần thông, tịnh lự giải thoát, đẳng trì minh thoát làm tự tánh, lấy vô tánh của tận ly nhiễm diệt làm tự tánh, lấy vô tánh của vô sanh trí diệt trí niết bàn làm tự tánh, lấy vô tánh của thanh văn địa, độc giác địa, phật địa, thế tục tri kiến, thắng nghĩa tri kiến và vô trước trí, trí nhất thiết trí làm tự tánh. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì pháp thành tựu hoại diệt mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì thành tựu pháp sanh khởi, không vì hoại diệt pháp vô ngã mà hiện tiền. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì duyên pháp làm phương tiện mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, vì tất cả pháp không chỗ duyên nên không có pháp có thể làm chỗ duyên phát khỏi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp không vì tăng giảm mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp có thể tăng giảm. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì vượt khỏi tất cả pháp mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy có pháp có thể vượt khỏi. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì tổn hại hay lợi ích tất cả pháp mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp tổn hại hay lợi ích. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì tập hợp xa lìa tất cả pháp mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp có thể hợp tan. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì giữ bỏ điều phổ pháp mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp giữ bỏ điều phục. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp tạo ân oán mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp tạo ra ân oán kia. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có khởi không khởi mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp có thể sanh khởi không sanh khởi. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có chút tương ưng không tương ưng mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp có thể cùng tương ưng không tương ưng. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có chút cộng trụ hay không bất cộng trụ mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp có thể cùng cộng trụ và không cộng trụ.
Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có chỗ sanh khởi, không sanh khởi mà hiện tiền. Phật đáp: Đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp có thể khiến sanh khởi, không sanh khởi. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có lưu truyền, không lưu truyền mà hiện tiền. Phật đáp: Đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp có thể làm lưu truyền, không lưu truyền. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không có chút pháp nào tác dụng làm vật dụng mà hiện tiền. Phật đáp: Đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có chút pháp nào có thể tác dụng làm vật dụng mà hiện tiền. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp chứng tánh bình đẳng, tánh không bình đẳng mà hiện tiền. Phật đáp: Đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có chút pháp nào có thể chứng tánh bình đẳng, tánh không bình đẳng. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có lấy bỏ mà hiện tiền. Phật đáp: Đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp có thể lấy bỏ. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có sự tạo tác mà hiện tiền. Phật đáp: Đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp mà có sự tác tạo kia. Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất là sâu xa. Phật đáp: Đúng vậy. Vì sao, Xá Lợi Tử? Vì các sắc uẩn giới sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất sâu xa. Các chi duyên khởi sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất sâu xa. Điên đảo năm triển cái tà kiến ái hành sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất sâu xa. Ngã hữu tình vân vân sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất sâu xa. Hí luận không hí luận sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất sâu xa. Bố thí keo kiệt giữ giới phạm giới nhẫn nhục sân hận tinh tấn giải đãi tịnh lự tán loạn diệu tuệ ác tuệ sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất sâu xa. Niệm trụ chánh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất sâu xa. Khổ tập diệt đạo giải thoát tri kiến sâu xa, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất sâu xa. Ba đời quá khứ vị lai hiện tại bình đẳng sâu xa, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất sâu xa. Các lực vô úy, 18 pháp Phật bất cộng sâu xa, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất sâu xa. Vô lượng thần thông sâu xa, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất sâu xa. Trí không chấp trước ba đời, trí tận tất cả Phật Pháp, trí vô sanh, trí diệt, trí vô tác, trí lìa nhiễm sâu xa, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất sâu xa. Bỏ các trí triển cái sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất sâu xa. Này Xá Lợi Tử, ví như biển lớn sâu rộng vô lượng, cũng vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa này cũng sâu rộng vô lượng. Nói sâu rộng nghĩa là sự chứng đạt công đức vô biên. Này Xá Lợi Tử, ví như biển lớn là chỗ tập hợp vô lượng vô biên các loại châu báu lớn, cũng vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa tập hợp vô lượng vô biên ngọc báu đại pháp bảo. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì hiển thị tất cả pháp mà hiện tiền. Phật đáp: Đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có chút pháp nào có thể hiển thị mà hiện tiền. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có trí không trí mà hiện tiền. Phật đáp: Đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thể có pháp có thể gọi có trí và không trí. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có chứa đựng mà hiện tiền. Phật đáp: Đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thể có pháp chứa đựng. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có sự tiếp nhận mà hiện tiền. Phật đáp: Đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp có thể tiếp nhận. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có chỗ nương tựa mà hiện tiền.
Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy có pháp có thể nương tựa. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy bát nhã ba la mật đa, không vì đối với pháp có chấp chứa mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy có pháp có thể chấp chứa. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy bát nhã ba la mật đa, không vì đối với pháp có sự chấp trước mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy có pháp sanh sự chấp trước. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy bát nhã ba la mật đa, không vì đối với pháp có sự đắm trước mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy có pháp có thể sanh ra đắm trước. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy bát nhã ba la mật đa, không vì đối với pháp có chỗ trụ mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy có pháp có thể cộng trụ. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy bát nhã ba la mật đa, không vì đối với pháp có liên tục có gián đoạn mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy có pháp liên tục và gián đoạn vậy. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy bát nhã ba la mật đa, không vì đối với pháp khởi tham sân si, lìa tham sân si mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy có pháp sanh tham sân si và lìa tham sân si. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy, bát nhã ba la mật đa, không vì đối với pháp phát khởi người biết và người làm cho biết mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy có pháp phát khởi người biết và người làm cho biết. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy bát nhã ba la mật đa, không vì đối với pháp rõ biết bản tánh không bản tánh mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy có pháp có thể biết bản tánh không bản tánh. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy bát nhã ba la mật đa, không vì đối với pháp thanh tịnh mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thể có pháp thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa, bản tánh thanh tịnh. Phật đáp, đúng vậy. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì các uẩn xứ giới bản tánh thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, bản tánh thanh tịnh. Duyên khỏi điên đảo tà kiến ái hành tham sân si vân vân, bản tánh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, bản tánh thanh tịnh. Ngã hữu tình mạng sống, sự sanh sự nuôi trưởng thành, người ý sanh tuổi trẻ, người làm người sai làm, người phát khởi người khiến phát khởi, người nhận người sai nhận, người biết người thấy bản tánh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, bản tánh thanh tịnh vậy. Đoạn thường biên vô biên bản tánh thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, bản tánh thanh tịnh. Bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã bản tánh thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, bản tánh thanh tịnh. Niệm trụ chánh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi tịnh lự giải thoát đằng trì đằng trí từ bi hỷ xả bản tánh thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, bản tánh thanh tịnh. Không điên đảo khổ tập diệt đạo thần thông thánh đạo thanh văn địa độc giác địa bồ tát địa Phật pháp tăng bảo, pháp thanh văn thừa, pháp độc giác thừa, pháp bồ tát thừa, giải thoát tri kiến, niết bàn bản tánh thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, bản tánh thanh tịnh. Pháp quá khứ vị lai hiện tại vô trước tri kiến 18 pháp Phật bất cộng bản tánh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa sâu xa bản tánh thanh tịnh. Dục sắc vô sắc giới địa thủy hỏa phong không thức giới hữu tình giới pháp giới bản tánh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa sâu xa bản tánh thanh tịnh. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy bát nhã ba la mật đa không sắc không thấy không sự đối ngại. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy chút pháp nào có sắc, có thấy, có sự đối ngại. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy, bát nhã ba la mật đa, không có sự tạo tác.
Phật đáp, đúng vậy, nếu có thể tạo tác thì bất khả đắc. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không sự hướng đến. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không thấy pháp có thể hướng đến. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể thiết lập. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không thấy pháp có thể thiết lập. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là bất cộng. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không thấy pháp có thể chung cộng. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là vô tướng. Phật đáp, đúng vậy, vì tướng các pháp bất khả đắc. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không sự soi rõ. Phật đáp, đúng vậy, nếu có thể soi rõ thì bất khả đắc. Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là vô biên. Phật đáp, đúng vậy, vì sao? Xá Lợi Tử, vì các uẩn xứ giới vô biên, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Duyên khởi điên đảo tà kiến ái hành tham sân si vân vân vô biên, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Đoạn thường thời trước thời sau thời giữa vô biên, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã vô biên, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Niệm trụ chánh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi không điên đảo vô biên, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí sở duyên giải thoát tri kiến vô biên, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Thanh văn địa độc giác địa Phật địa Phật pháp tăng bảo, pháp thanh văn thừa, pháp độc giác thừa, pháp bồ tát thừa vô biên, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Ngã hữu tình vân vân, dục sắc vô sắc giới, vô lượng thần thông, các triền cái, quá khứ vị lai hiện tại, vô trước tri kiến, địa thủy hỏa phong không thức giới, hữu tình giới, pháp giới vô biên, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đầu giữa sau đều không thể được, đối với các pháp cũng không thể được. Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vô biên không bờ bến. Xá Lợi Tử, như hư không rộng lớn bờ bến bất khả đắc, như vậy bờ bến của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Xá Lợi Tử, như bờ bến địa thủy hỏa phong không thức giới bất khả đắc, như vậy bờ bến của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Xá Lợi Tử, phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa chỗ đầu giữa sau đều không bờ bến, cũng không phương cõi. Xá Lợi Tử, các uẩn xứ giới duyên khởi điên đảo các triền cái, tà kiến ái hành tham sân si ngã hữu tình vân vân, bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã pháp bồ đề phần tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí khổ tập diệt đạo vô lượng thần thông minh thoát giải thoát tri kiến, các pháp phàm phu pháp thanh văn độc giác bồ tát phật và các pháp môn khác không bờ bến không biên giới, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không bờ bến không biên giới. Xá Lợi Tử, biên giới của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa bất khả đắc nên gọi là không bờ bến không biên giới, vì bất khả đắc nên gọi là không bờ bến. Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vì không biên giới nên nói là không bờ bến, vì không bờ bến nên nói là không biên giới. Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tánh ngã tánh chấp thủ bất khả đắc nên biết gọi là không bờ bến không biên giới. Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp không bờ bến không biên giới nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không bờ bến không biên giới, vì hư không rộng lớn không bờ bến không biên giới nên biết các pháp cũng không bờ bến không biên giới. Hết quyển thứ 596.